bên nhau mà cuộc sống đâu được như ước vọng. Đến lúc phải thay đổi, những đứa trẻ giờ sẽ lớn lên, muốn bước đi chẳng muốn mãi bên cha mẹ. Những cánh tay giờ đã quá bền, giữ chân sống đành phải cố buông. Nhưng lòng trẻ muốn đi ra phải ở lại, sống với nhau nhẫn nại. Trẻ muốn xa ra phải vất vả, nhưng bên nhau cứ thêm đau đầu. Sống cốt tôi giờ hát tay lùi, chuyện cũ mãi vui, cứ đuổi nhau xảy ra không thôi. Sống cốt tôi giờ chiếm gió đông mà vẫn bao dòng, ôi ra mà xảy ra chất chồng. La 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 la, bao nhiêu lâu mới vui bên nhau. La 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 la, bao nhiêu lâu mới thôi âu sầu. Công nhận hay ha. Từ lúc mà coi như là chị với lại con bé Lan về đây ở hả, coi như cái xóm này ngày nào cũng như ngày hội luôn. Người ta đặt cái xóm mình là xóm già háp, nhưng mà lúc này đâu có già háp nữa đâu. Có con nít nó vô rồi, ta nói ai cũng là như là mang một cái luồng không khí mới gì đó. Người nào cũng trẻ trung chứ đâu có già, đúng không ông? Đúng. Phải chi xóm mình nó có thêm mấy đứa con nít nữa ha, thì cái xóm già háp này nó sẽ hết háp. Tôi thấy hả, mỗi nhà bây giờ có thêm đứa con nít đi, trời ơi, nguyên cái xóm thành nguyên cái nhà trẻ luôn. Trời ơi, lo gì chú ơi. Ta nói bây giờ chú có con trai phải không? Rồi nó sẽ có cháu, nên là chú sẽ có cháu nội. Còn cái cặp này nè, con gái thì sẽ là ông bà ngoại. Từ từ mình tiến tới nữa chứ lo gì. Trời ơi, dội sao không dội chị? Chị thấy không, mấy đứa nhỏ vừa nó không có chịu lấy vợ lấy chồng đâu. Nó nói là nó phải lo sự nghiệp cái đã rồi nó mới chịu. Trời, năn nỉ muốn chết mà không có đứa nào chịu lập gia đình hết trơn trời á. Đúng rồi chị Mai, anh dễ nói đúng đó. Như nhà tôi nè, có thằng trai nó đi biền biệt luôn, nó có gì ở đâu. Coi như giờ hiện tại vợ nhà chỉ còn có đứa gái duy nhất thôi. Ủa rồi cái thằng kia đi đâu? Nó đi học nước ngoài. Rồi xong cái nó tốt nghiệp. Ê, tốt nghiệp xong cái nó xin việc làm được ở bển. Rồi cái nó đi biền biệt luôn, nó không về luôn. Thôi ông nói vậy rồi không khéo nào nó con mình bất hiếu. Ông phải vậy, tại vì ông giận nó không về rồi ông nói vậy. Nói nào ngay là nó cũng đi bên đó du học, xong rồi nó ra trường, nó kiếm việc làm, định là về thăm tụi tôi. Nhưng mà dịch bệnh nó xảy ra, rồi bây giờ kinh tế khó khăn cho nên nó từ từ nó về. Vậy mà ông đi đâu ông cũng nói nhỏ vậy hả? Bà ơi, nó muốn về cái nó viện lý do này, lý do nọ để nó không về. Chứ còn nó muốn về rồi hả, nó vượt trùng khơi nó về liền. Thì đó, người ta nói á, sinh con ra là do ba mẹ lựa chọn, đúng không? Rồi khi mà đẻ nó ra rồi là phải có trách nhiệm nuôi nấng nó lớn lên thành người. Chính nó xác. Lớn lên nó đủ lông đủ cánh rồi nó bay không có giữ nó được. Chịu nổi không? Nhiều lúc nghĩ cũng tủi thân lắm chứ bộ. Bởi vậy người ta nói hồi xưa mình á, cha mẹ đặt đâu á là con ngồi đó. Còn bây giờ hả, con cái đặt cha mẹ ngồi đâu cha mẹ không có dám cãi. Nói thì nói vậy thôi chứ nhiều khi mình có con cái mình nó không về thăm mình cũng buồn. Nhưng mà thôi, bây giờ mình nghe tin là con cái mình nó mạnh khỏe là mình cũng mừng. Với lại trời ơi, tối nào tôi cũng cầu trời khẩn Phật cho nó khỏe nó mạnh là cha mẹ vui rồi. Trời ơi, con cái mà mình lo cho nó được vậy là cũng mừng rồi chứ làm sao lo hơn được nữa. Dạ. Thì đó. Ba con bé Lan thì sao rồi chị? Thì nói nào ngay, thằng con tôi nó cũng hiếu thảo dữ lắm đó. Nó lo cho tôi được lắm. Vậy đó hả? Ủa mà sao thấy nó ít về thăm chị vậy? Tại vì nó về ban đêm cho nên cô chú ít thấy nó làm vậy đó. Trời ơi, y chang như thằng con trai của tôi. Nó đi làm xa lâu lâu nó mới về một lần. Mà cứ mỗi lần nó về là coi như tôi đâu biết đâu. Cái sáng ra cái thấy nó xuất hiện, mừng quá. Đi vô đánh răng rửa mặt xong pha trà xong vô kêu nó ra thấy mất tiêu. Nó thiếu hơi ông về ngửi miếng hơi cái thấy nó yên tâm cái nó đi á. Trời đất ơi. Thôi như... chuyện của tụi nhỏ để tụi nhỏ nó tính đi. Còn tụi mình nó sống vui vẻ lạc quan là được rồi. Sao mặt mày của con biết sĩ vậy? Cô đi chậm chậm thôi, cô đi nhanh quá không có theo kịp. Hồi sáng cô nói là ở nhà ngủ thì không nghe, một hai đời theo cô tập thể dục rồi bây giờ than. Con cũng muốn tập thể dục buổi sáng mà cô. Muốn tập thì phải cố gắng lên chứ. Dạ. Con chào bác, chào mọi người. Dạ, con chào bà nội, con chào ông bà. Y chang như đôi chim cúc cu. Là sao? Là nè, con cúc nè, con cu nè. Tập
tào lao không à. Ý người ta nói là hai đứa nó chăm sóc nhau như là đôi chim cúc cu, giống như tình cảm mẹ con vậy đó. À, anh ấy tối ngày nó cứ đeo theo cô Lai vậy. Tối mà nó cũng muốn đi qua nó ngủ với cô Lai luôn. Làm phiền cô quá hả cô? Dạ không có sao đâu bác, con thấy vui mà, đâu có gì đâu phiền. Nè bé Lan. Dạ. Để bà nói cho con nghe nghe. Dạ. Cô Lai con lúc này có người hẹn hò rồi ha. À, con đeo như vậy rồi tưởng mẹ con là tiệt cái đường lấy chồng của cô Lai nghe con. Vậy con sẽ nói ba con cưới cô Tiên Lai liền, rồi cô Tiên Lai sẽ làm tiên mẹ, còn con sẽ làm thiên thần. Trời ơi cả nhà đều tiên hết, ghê quá. Alo. Dạ con nghe ba. Ừ à, ba nè. Sao rồi? Chừng nào con về? Dạ vài hôm nữa nha ba. Sao lại vài hôm nữa? Bộ bận lắm hả con? Dạ nay con bận lắm. Trời ơi, bận gì bận thì cũng phải ráng về thăm ba chứ. Con thấy không, nhà mình có hai cha con à. Đó. Con thì đi biển biệt, năm thì mười quả ghé qua nhà một lần, ghé có chút xíu xong đi nữa. Ba nhà ba đi ra đi vô có mình mà, buồn chết. Mà nè, ráng lấy vợ đi. Lấy vợ đi xong rồi sinh con đẻ cái rồi đưa cháu cho ba nuôi cho. Trời ơi ba nuôi kỹ lắm á. Nghe, để cho ba chăm sóc nó vui nhà vui cửa. Nghe. Trời ơi, ba làm như muốn có là có vậy. Thôi, con có việc rồi, con gọi lại cho ba sau nha. Ê, từ từ, từ từ. Thấy không? Mới nói cái vụ mà lập gia đình lấy vợ đẻ con cái là nó biến hình liền. Rồi không thèm bắt máy luôn. Buồn ghê vậy. Bến gì trời. Thầy, thằng bé Lan cháu nội bà Mai á, thấy cười đùa vui vẻ hồn nhiên quá. Nhà mình phải có đứa con nít cho vui vẻ bà ha. Đúng rồi, ta nói nhà mà có con nít á coi lúc nào cũng rộn rã tiếng cười hết trơn. Trời ơi, còn ta nói mà có con nít mà cỡ mà mấy tháng đó là ở nhà không có ai nói chuyện bình thường hết trơn. Nói đớt không gì đó. Toan ơi, Toan ơi, Toan mặt cái ghét đó nè nè nè. Nói tập tưng tập tưng tập tưng. Tự nhiên đớt dành nói trời ơi. Hùng cũng đã nữa ông ha. Hùng bé rồi làm thiệt chứ. Ừ. Ông nghe không? Ừ? Tự nhiên cái ông nói vậy, nói nhà thèm đứa nít cái tự nhiên tôi chợt nghĩ ra. Nghĩ gì? Mà cái này tôi chỉ thí dụ thôi nghe, tôi nói không phải, ông đừng la tôi à. Ý gì? Tôi thấy bà Mai mới về xóm mình đó. Ừ. Bà có thằng con là ba của con bé Lan đó. Ừ. Mấy mình làm xui gia với bà đi. Trời ơi, bà ơi, tào lao quá, không biết bà với bà không. Thì tôi nói tôi thử thôi mà. Thử cái gì? Gái mình tự nhiên đi đi làm vợ thằng đó. Ê. Rồi mai mốt rồi con anh con tôi rồi nó lộn xộn đó bà ơi. Trời đất ơi, tôi nói thiệt với ông là tụi nó là xứng đôi á. Ông nghĩ đi. Nghĩ gì? Con gái mình đâu phải là gái mới lớn đâu, nó cũng có một lần gian dở rồi. Rồi cái bên con của bà Mai cũng một lần dở gian rồi. Thì hai đứa nó cáp lại với nhau là được rồi. Trời đất ơi, chứ ông nghĩ sao? Hả? Ông tưởng con mình có giá lắm hay sao vậy? Nhưng mà biết bà Mai phải đồng ý không? Thì bây giờ mình biết hay không mình phải hỏi. Với lại tụi nó nghe, ông đừng có bao giờ ông suy nghĩ là con mình nó phải chờ trai tân nó cưới dễ gì. Trời ơi, đừng có trèo cao mà té đau ở trong mày. Với lại còn con Lan nữa, nó có chịu con Châu là mẹ kế nữa không? Con nít thì nó dễ lắm, ai thương nó thì nó biết người đó thương lại à. Bây giờ thì
mình nói chuyện với nó nhỏ nhẹ, mình cưng chiều nó, mình dắt nó qua đây, mình có món ngon thì muốn cho nó ăn đó thì nó thương mình thôi. Ba, cái chuyện này ông để tôi. Thôi mà tính sao tính, tính sao mà đừng để con Châu con mình nó bị tổn thương lần nữa là được rồi. Ông làm gì, con Châu là con của người ta chứ không phải là con ruột tôi. Con tôi biết, tôi phải lựa lời tôi nói thì sao để cho mà con mình nó không có bị tổn thương chứ. Thì đó, chuyện này để tôi. Con Châu mà tổn thương á, lòng tôi đau như cắt đó cho bà biết. Ông đau chắc tôi không đau. Trời nay hầm quá ha chị ha. Ừ, hầm quá tao nên mới chịu ra đây chứ không thôi dễ gì. Dạ. Chị Mai, tao nói muốn hỏi chị chuyện này mà sợ nó kỳ, cho nên em nãy giờ em cũng nói ra nói vô để hỏi chuyện chị mà. Biết mà, nhìn nãy giờ nhấp nha chút vô rồi biết có chuyện muốn nói rồi. Vậy hả chị? Trời ơi, cái chữ mà muốn biết chuyện gì hiện trái em luôn hả? Thì cứ nhấp nha nhấp như gì mà biết nè, chuyện gì nói đi. Dạ, mà nếu mà nói không có đúng chị cũng đừng buồn nha, chị đừng cười em nha. Ừ, nói đi. Tao nói chuyện vậy nè, em thấy con bé Lan đó, ba nó là gà trống nuôi con. Đó, rồi chị không định tìm mẹ kế để chăm sóc hai cha con làm sao? Trời ơi, cũng có ý định đó chứ. Dạ. Tụi nó còn trẻ mà cô. Dạ. Ủa rồi chị có biết ba của con bé Lan đó đối tượng là người như thế nào, là thích người phụ nữ làm sao không? Thôi cái chuyện đó là chuyện của nó. Nói thiệt ra đó, tôi không có ý kiến ý cò gì đâu cô ơi. Vậy hả? Bé Châu nhà em á, chị thấy nó là sao? Nó cũng xinh đẹp dễ thương đúng không? Đúng. Giỏi giang hả chị? Ừ. Tánh tình cũng hiền lành tốt bụng. Đó mà chị coi đường tình duyên nó lận đận. Đó. Rồi bây giờ nó cũng một lần lỡ đò. Thì bây giờ em thấy con bé La cũng dễ thương. Cho nên là em định là hai chị em mình kết làm xui gia đi. Chị thấy thì sao? Trời ơi, cái này nói thiệt với cô nha, tôi thì cũng muốn lắm. Dạ. Nhưng mà thôi, cái chuyện tình duyên là để cho tụi nó đi tìm, đi kiếm đi. Cho mình mà nhảy vô cái lỡ có gì cái nó đổ thừa mình nữa cô ơi. Thì em thì mới đầu cũng nghĩ như chị. Nhưng mà em nói thiệt, cái cha mẹ mà không tính thì con cái nó không có chịu tính tới đâu. Mình phải xúi nó, mình động viên cho nó. Thì bây giờ gì nè, em nghĩ là lối số mà ta về ta tắm ô ta. À, dù trong dù đục cũng là sớm gì dữ hơn đó, chị hiểu không? Trời ơi, bữa nay văn chương nó lộn cộn. Kiếm đâu xa chị, ở lối xóm mình biết gốc gác hết rồi đó. Người nào đàng hoàng hay sao mình biết hết rồi đó, cứ tính vậy đi chị. Không, cái này tính không được. Sao vậy? Nói thiệt với cô nghe, cái gì thì mình làm cha làm mẹ mình có thể tính được, nhưng mà cái chuyện duyên nợ của nó thật sự là không dám rồi đó. Chị ơi, em nói chị nghe nè, biết là duyên nợ thì mới tới được với nhau, nhưng bây giờ cứ mình cứ kép đâu tụi nó lại đi. Thí dụ như mà được thì tiến tới, còn không được thì coi như bạn bè vậy thôi chị. Trời ơi, tôi nói cho cô nghe, mình thì ưng, nhưng mà nó không ưng một cái rộng lẽ giờ tôi nhảy vô tôi lấy con gái của cô coi đâu có được đâu. Trời ơi chị nói. Dạ, ăn chào ngọt, ăn chào bà Quyên. Ừ. Ê, bé là qua đây, qua đây. Ngồi đây, ngồi đây. Ngồi dạ. Đây, cho bà hỏi thăm con chút nghe. Dạ. Ờ, thì á... con thấy cô Châu nhà bà làm sao? Dạ, cô Châu đẹp mà. Đẹp không? Dạ. Dễ thương hiền lành, mà cô Châu cũng thương con nữa. Dạ. Rồi con có thích cô Châu không? Dạ, con thích chứ. Thích hả? Dạ. Thí dụ như bà hỏi là nếu mà ba con thích cô Châu thì con có thích cô Châu là mẹ con không? Dạ, quan trọng là ba con có thích không kìa. Ồ thì đúng rồi, quan trọng là ba con. Nhưng mà bây giờ bà nói thí dụ như ba con thích thì con sao? Con thì con thích cô Lây hơn. Con thích cô Lây hơn? Dạ. Nhưng mà cô Lây có bạn trai rồi. Dạ, nhưng ba con đâu có thích người phụ nữ bình thường đâu bà. Đi về, đi. Khoa, chị cho em hỏi nó chút xíu. Con mới nói người phụ nữ bình thường là sao? Dạ, đúng rồi, ba con không có thích Nè, con nít con nôi không biết chuyện gì á. Nói tầm mấy tầm bác, đi, theo nổi đi về, mau. Dạ, thưa bà con đi về. Tôi về cho dạ, cô. Dạ. Thái độ gì là sao? Nhỏ tính nói, bịt miệng nhỏ không cho nhỏ nói, về lẹ lẹ. Con nít không nói chuyện bậy bạ. Gia đình bả có chuyện gì giấu giếm đây nè. Con bé Lan lỡ nói hớ với mình cho nên bà nội nó chẩn hỏng lại liền. Ba con không thích người phụ nữ bình thường. Hai người ở nhau có một mặt con,
lớn như vậy mà ly dị. Rồi bây giờ ba con không thích người phụ nữ bình thường. Bà nội nó lẹ làng chắc nó về. Hiểu rồi. Mấu chốt ở đây là cậu Quý. Cậu Quý là người không bình thường. Sao đâu? Trời đất ơi, sao đứng lù lù không chịu nói tiếng nào làm hết lộn với à? Chuyện sao rồi? Không được rồi, không được rồi. Không bình thường. Không bình thường là sao? Có nghĩa con bé Lan à. Nó lỡ nó nói hớ một cái. Nó nói ba nó không thích người phụ nữ bình thường. Ông nghĩ đi. Không thích người phụ nữ bình thường. Ừ. Vậy là ba con bé Lan thích người cổ trên hả? Không có phải. Tao nói giờ ông nghĩ đi ha. Ly dị. Vì sao ly dị? Ở một mặt con mà lớn cỡ này mà ly dị. Ừ. Rồi bây giờ lại không thích người phụ nữ bình thường. Ừ. Rồi nó còn nó tính nói tôi nữa. Rồi bà nội nó chận lại dắt nó về. Không thích người phụ nữ nữa. Rồi. Mà tôi hiểu nó sắp sửa nói câu đó đó. Ừ. Có nghĩa là đầu dây mối nhợ là cậu Quý kia kìa. Cậu Quý kia là một người. Cậu Quý. À vậy là ba bé Lan là nghệ sĩ múa hả? Trời đất ơi, nói gì ông mệt ghê vậy. Nói gì mà cũng hiểu. Đi về. Sao chậm tiêu quá hả? Sao hồi nãy con nói với bà Quyền á là ba con không thích người bình thường? Dạ, ba con thích cô Tiên Lây. Cổ là tiên mà nội, chứ không phải người thường đâu. Đúng ha. Sống cốt đôi giờ hát tay lôi. Chuyện cũ mới vui, cứ đôi nhau xây ra không thôi. Sống cốt đôi giờ chiếm gió đông mà vẫn bao dòng. Ôi ra mà xây ra chất chồng. La 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 la. Bao nhiêu lâu mới vui bên nhau. La 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 la. Bao nhiêu lâu mới thôi âu sầu.